Thưa quý vị và các bạn, bệnh đau mắt đỏ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long vẫn đang tiếp tục lây lan và gia tăng số ca mắc. Ngành y tế đang tăng cường các biện pháp truyền thông, nâng cao nhận thức phòng bệnh cho người dân và đảm bảo công tác điều trị dự phòng khống chế căn bệnh này. Thống kê của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, hiện mỗi tuần có trên 3.600 trường hợp mắc bệnh đau mắt đỏ đến cơ sở y tế khám và điều trị. Trong đó, trẻ em dưới 15 tuổi chiếm gần 50%. Bệnh lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với nước bọt, các dịch tiết từ mắt, mũi của bệnh nhân hoặc qua đồ dùng cá nhân và cũng lây gián tiếp qua các tiếp xúc trung gian như tay nắm cửa, nút bấm thang máy, nước bể bơi nên lây lan rất nhanh. Bé đi học về thấy nó hơi đỏ đỏ, là trong ngày đó là tới chiều thấy nó đỏ dữ lắm luôn rồi. Chỉ nó bị đau mắt đỏ bị nặng rồi, em không nghĩ là bệnh đau mắt đỏ lây nhanh vậy luôn. Còn bữa trước bữa sau là cả nhà bị hết rồi. Theo ngành y tế, từ cuối tháng 8 đến tháng 10 là giai đoạn bệnh đau mắt đỏ lây lan nhanh. Ngoài ra, sự thay đổi chủng virus lưu hành cũng là nguyên nhân làm cho số ca mắc tăng cao. Bệnh nhân thường có triệu chứng nhẹ và khỏi trong vòng 5 đến 7 ngày, ít gây biến chứng. Tuy nhiên, nếu điều trị không đúng cách, rất dễ biến chứng thành viêm loét giác mạc, khó điều trị hơn và gây nguy cơ giảm thị lực. Tình hình mắt đỏ thì diễn biến rất là phức tạp. Cái số lượng nó tăng nhanh gấp 10 lần bình thường. Khi mà có triệu chứng nhẹ thì chúng ta sẽ cho bé đến những cơ sở y tế có chuyên khoa về mắt để khám và điều trị cho nó đúng thuốc và có cái hướng dẫn để mà chăm sóc mắt để không tránh lây lan trong cái cộng đồng, trong cái gia đình. Tuyệt đối là không có được tự ý là dùng thuốc mà không có sự hướng dẫn của nhân viên y tế. Trước tình hình bệnh đau mắt đỏ gia tăng trên địa bàn tỉnh, ngành y tế đã triển khai nhiều giải pháp bảo đảm việc cung ứng thuốc phục vụ điều trị và kiểm soát chặt chẽ giá thuốc điều trị bệnh đau mắt đỏ trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân. Trước cái diễn biến phức tạp của tình hình đau mắt đỏ, số ca mắc ngày càng tăng, ngành y tế thì cũng đã có cái chỉ đạo cho các cái cơ sở khám chữa bệnh, đặc biệt là trung tâm y tế các huyện thị thành phố, để chủ động dự trù cái cơ số thuốc phòng chống đau mắt đỏ. Đến thời điểm hiện tại thì qua báo cáo thì các đơn vị thì cơ bản đã chuẩn bị đầy đủ cơ số. Riêng đối với cái thị trường cung ứng thuốc, đối với cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc trên địa bàn thì qua giám sát nắm tình hình thì cơ bản cũng đáp ứng với cái yêu cầu, nhu cầu về cái điều trị triệu chứng đối với bệnh đau mắt đỏ. Bệnh đau mắt đỏ rất dễ mắc, dễ lây lan trong cộng đồng và gây thành dịch. Cho đến nay vẫn chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu. Những người bị đau mắt đỏ rồi vẫn có thể bị nhiễm lại chỉ sau vài tháng khỏi bệnh. Ngành chuyên môn khuyến cáo người dân tích cực thực hiện các biện pháp phòng bệnh như vệ sinh tay thường xuyên, không đưa tay dụi mắt, hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh. Khi có biểu hiện mắc bệnh, cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa mắt để được hướng dẫn điều trị.